Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Lời kinh trong lòng bàn tay 179. Như cơn gió thoảng, như cánh chim bay rất mau, sinh mạng chúng sinh còn qua nhanh hơn thế. Suy nghĩ về cái chết, suy nghĩ về tấm thân tứ đại mong manh sẽ làm chúng ta giật mình dừng lại để sống. Tấm thân như chiếc thuyền nhỏ để mỗi người làm phương tiện qua sông, sông sinh tử. Nhưng nhiều người chưa chịu qua sông vội, còn dừng ở bến danh một lúc, dừng ở bến lợi mấy hôm, chen lấn với đám đông mua cho bằng được chút danh, chút lợi mang theo, ghé bến buồn, bến giận, mua ít nỗi buồn, chất lên thuyền. Rồi qua bến nhớ, bến thương để chờ đợi một điều biết chắc không còn về nữa. Dòng sông sinh tử rộng lắm, thuyền lại nhỏ nhưng lại muốn chờ theo quá nhiều danh lợi, buồn giận, nhớ thương. Ai cũng biết bến vui ở bờ bên kia, bến rác ở bờ bên kia nhưng chưa đến kịp đã đắm giữa dòng. Chỉ tiếc những người đã biết nơi về nhưng về chẳng kịp. Có kẻ còn ghé bến danh, bến lợi chưa chịu qua sông. Có kẻ bắt đầu qua sông nhưng chờ theo nhiều quá không đi mau được. Dòng sông sinh tử rộng lắm, thuyền lại nhỏ, và ngoài kia chẳng biết lúc nào trời nổi gió giông. Lời kinh trong lòng bàn tay 180. Hãy canh giữ cẩn thận tâm mình như người lính ngày đêm canh giữ thành lũy trong những ngày chiến tranh. Chỉ cần lơ là một lát cũng đã đủ để quân giặc lẻn vào cướp mất thành. Một khoảnh khắc vọng tâm đồng niệm là một khoảnh khắc đánh mất bình yên. Có kể chỉ trong một khoảnh khắc lơ là đánh rơi quê diêm đang cháy xuống hiên, nhưng không biết, rồi bất lực nhìn ngôi nhà gỗ mà mình đã mất cả nửa đời mới làm được bị thiêu cháy. Do quê diêm quá nhỏ lén rơi khỏi tay lúc nào không hay, và cũng có thể do ngọn lửa của quê diêm quá bé, nghĩ không đáng gì, nên việc giữ quê diêm không rơi khỏi tay cũng là hơi khó. Nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi phải tìm cách dập lửa hay làm lại ngôi nhà gỗ cho mình. Do chúng ta nghĩ chỉ một chốc, một lát, chỉ một sát na sân si chẳng đáng gì, nên việc giữ cho tâm không động niệm trở nên rất khó khăn. Nhưng sẽ khó khăn hơn khi phải thu xếp cho gọn những đổ vỡ do một khoảnh khắc vọng tâm động niệm gây nên. Đừng sợ không bình yên, chỉ sợ còn vọng tâm động niệm rồi vô tình đánh rơi đống lửa nhỏ sân si
xuống dưới hiên nhà mà không biết. Có những cuộc hành trình chỉ một phút sao lòng là phải bắt đầu lại. Vấn đề ở chỗ có những điều người ta không muốn bắt đầu lại vì chẳng còn như ngày xưa, cố thế nào cũng chỉ là vá víu. Núi sáng nay nhiều sương lạnh, mong người được an. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.